Google, ông lớn của ngành AI đã cho ra mắt một phiên bản để anh chị có thể chỉnh sửa hình ảnh. Chúng ta có thể chỉnh sửa những hình ảnh trực tiếp tạo ra từ trong AI, cũng như là chúng ta có thể chỉnh sửa những hình ảnh chúng ta upload lên anh chị. Ngoài ra, chúng ta còn có thể kết hợp những hình ảnh để tạo ra một cái hình ảnh cuối cùng ha. Đây là một trong những cập nhật khá là lớn của Google và nó sẽ có ảnh hưởng đến chúng ta khá là nhiều khi mà anh chị làm trong lĩnh vực về hình ảnh chúng ta thường sử dụng photoshop nhiều để chúng ta chỉnh sửa thì đây có thể là một trong những công cụ giúp chúng ta cải thiện hiệu quả chúng ta tăng năng suất của chúng ta hơn anh chị kết hợp với photoshop thì đây sẽ là một trong những công cụ khá là mạnh trong video hôm nay á, tuấn Sương dẫn cho anh chị cách để chúng ta sử dụng ai studio anh chị và chúng ta có thể sử dụng được trong những cái trường hợp như thế nào và hiệu quả thực tế của nó như thế nào anh chị ok ha cùng thực hiện với tuấn trong video này nhé Đầu tiên á, để mà anh chị sử dụng được Google Studio nè, anh chị vào trang web là ai-studio.google.com ha. Đường link mình sẽ để phần mô tả để anh chị dễ tìm ha. Khi mà chúng ta vào đây thì chúng ta không cần phải chuyển vùng VPN hết anh chị. Chúng ta có thể sử dụng ngay tại Việt Nam cũng được. Khi mà chúng ta vào đây rồi anh chị sẽ thấy giao diện của nó như thế này. Và nó cũng khá đơn giản ha. Chúng ta sẽ nhìn bên tay trái anh chị sẽ thấy ha. Một số model ví dụ là Gemini 2.0 Plus nè. Hoặc là ở đây sẽ có một số mô đồ khác 2.0 Plus Image Generation Experimental anh chị hoặc là 2.0 Plus Lite ha khá là nhiều mô đồ đây ha chúng ta sẽ chọn vào mô đồ là 2.0 Plus Image Generation anh chị đây là một mô đồ mới và đang rất là hot từ thị trường ha mô đồ này cho phép chúng ta vừa tạo hình ảnh và vừa sửa hình ảnh luôn anh chị không phải giống như Imagine 3 mà hôm trước mình đã làm video nó chỉ có thể tạo hình ảnh thôi ha. còn chỉnh sửa hình ảnh thì gần như không có phần output format này anh chị có thể chọn là văn bản và hình ảnh ha nếu chúng ta cần tạo vừa văn bản vừa hình ảnh những phần dưới đây thì mình cũng không cần phải điều chỉnh gì hết vào giao diện chính của Google AI Studio nè anh chị sẽ thấy ở đây nó có một cái chữ là image editing này ha và visual story body khác ha khá là nhiều thứ ha, anh chị cơ bản là nó sẽ build sẵn cho chúng ta để chúng ta sử dụng image editing nè là chúng ta có thể chỉnh sửa như hình ảnh giống như hồi nãy giờ mình nói á visual story là chúng ta có thể tạo ra một cái câu chuyện với những hình ảnh bằng AI luôn anh chị ví dụ như anh chị trước đây chúng ta làm những câu chuyện về hoạt hình hoặc là chuyện ngụ ngôn chẳng hạn ví dụ như câu chuyện về rùa và thỏ đi chúng ta sẽ làm một kịch bản sau đó chúng ta sẽ làm từng hình ảnh từng hình ảnh đúng không thì với cái visual story nè chúng ta có thể làm một loạt hình ảnh luôn ha theo cái cốt truyện mà chúng ta đã làm khá là hay ha còn phần body car này thì nó rất là đơn giản rồi tức là chúng ta sẽ tạo ra những thiệp để chúc mừng sinh nhật anh chị khá đơn giản một chút nữa mình sẽ hướng dẫn cho anh chị cách sử dụng hết này ha trong đây tính năng mà mình thấy hay nhất là image editing anh chị mình sẽ vào phần này thì khi mà chúng ta bấm vào rồi thì tự động nó sẽ tạo ra cho chúng ta một cái phần kiểu như là phần xem bộ phần mẫu để chúng ta xem thử như thế nào ha ví dụ như hình đầu tiên là hình nó tự động nó tạo ra một cái đĩa bánh như thế này và nó thêm một câu lệnh đó là thêm cái phần mà trang trí sô cô la ở trên cái phần bánh này thì anh chị sẽ thấy ha, ở dưới nó đã thêm những cái phần sô cô la trên phần bánh này ha và một cái điều cực kỳ là quan trọng đó, là sao hình ảnh gốc nó vẫn giữ lại ha không phải là nó tạo lại một cái dĩa bánh mới có phần sô cô la mà nó thêm phần sô cô la vào cái dĩa bánh có sẵn ha đây là một trong những điều khá đặc biệt ha tính năng này thực tế nó không phải là mới ở trong những AI khác họ đã làm rất là lâu rồi ví dụ như Photoshop thì ở trên bảng Firefly họ có tính năng là Generative Fill hoặc là ở trên bản Photoshop ở máy tính chúng ta khi mà chúng ta sử dụng bản quyền á, thì cũng có một tính năng giống như thế này generate fill anh chị hoặc là ở trong Midjourney thì cũng có một tính năng là Midjourney editor nhưng mà hai AI đó đó họ đều có những cái phần hạn chế để mà khi mà người dùng sử dụng ví dụ như Photoshop thì anh chị cần phải mua bản quyền ha generate fill và ở trên cái bản Firefly thì mình sử dụng mình cảm thấy nó cũng chưa có được hài lòng lắm Misuni thì tạo khá là tốt. Tuy nhiên họ có những điều kiện để mà chọn lọc người dùng anh chị. Ví dụ như người dùng phải sử dụng gói tháng liên tục trong 12 tháng nè, hoặc là sử dụng gói năm hoặc là đã tạo từ 10.000 hình ảnh trở lên ha. Và Misuni thì không miễn phí ha. Còn ở trong Google AI Studio này thì là một phiên bản miễn phí ha và hoàn toàn có thể sử dụng được này thì chúng ta hoàn toàn có thể vận dụng vào công việc chúng ta anh chị. Ví dụ như bây giờ ngoài cái việc này, chúng ta có thể làm những việc gì khác. Ví dụ như bây giờ mình thêm cái phần kem vào trong cái phần bánh này đi. Mình sử dụng thử tiếng Việt để xem Google AI Studio này có thể hiểu được không hả anh chị? Chúng ta chỉ cần nhấp vào đây và anh chị bấm vào run ha. Khi mà chúng ta bấm vào run thì anh chị cũng sẽ thấy ở dưới đây nó sẽ tính thời gian ha. Ví dụ như bao nhiêu phần dây đó thì nó sẽ chạy và nó tạo ra. Đấy, tức là cái phần tiếng Việt nó vẫn có thể làm được anh chị. Không cần phải sử dụng tiếng Anh ha. Ví dụ như bây giờ phần kem này vào bánh rồi. Mình muốn là tính năng zoom out anh chị. Mở rộng khung hình á. Mình muốn cái phần bánh này được đặt ở trong cái dĩa thử xem như thế nào ha để mình yêu cầu nó là đặt phần bánh này vào một cái dĩa trắng ha thì nó đã zoom out ra được cho chúng ta ha tính năng khá là hay ha mitsubishi trước đây có tính năng này và mình sử dụng nó rất là nhiều anh chị tính năng zoom out tiếp theo giả sử mình muốn là có một bàn tay và bàn tay này cầm cái dĩa bánh lên thử xem như thế nào ha anh chị thấy ha. khá là hay ha, anh chị nó tạo ra cho chúng ta một cái hình ảnh như thế này bắt đầu nó zoom zoom out, ha ví dụ như bây giờ ở đây mình muốn zoom out ra thêm hai lần hoặc là ba lần chẳng hạn thì anh chị hoàn toàn có thể làm ha đấy anh chị có thể thấy ha khá là hữu ích để mà chúng ta có thể sử dụng và chúng ta tạo anh chị cơ bản nhất là nó sẽ giữ lại những hình ảnh ban đầu anh chị những hình ảnh đầu vào nó vẫn có thể giữ được và nó tạo ra cho chúng ta những hình ảnh sau đó phù hợp với những yêu cầu của chúng ta ha đây là một trong những tính năng mình thấy khá là hay hả anh chị rồi bây giờ giả sử như bây giờ mình không sử dụng một tấm hình ở trên đây tạo ra sẵn nữa mà mình sẽ upload tấm hình của mình lên và từ tấm hình đó đó mình sẽ có thể tạo ra những phần tương tác với tấm hình thử xem như thế nào ha bây giờ mình sẽ bắt đầu đầu tiên á là upload một tấm hình lên mình sẽ có một cái background như thế này anh chị có thể bấm vào dấu cộng này ha và chúng ta có thể upload ha upload file hoặc là upload hình ảnh hoặc là anh chị có thể chụp hình trực tiếp luôn ha hoặc là upload những phần ở trên Google Drive ha nó tích hợp vào đây khá là nhiều anh chị anh chị có thể thấy ha khi mà mình yêu cầu nó là chuyển cái phần ánh sáng mà bức hình mình upload lên á sang hoàng hôn theo cái dạng là golden hours anh chị ánh sáng màu vàng mà khi mà chúng ta chuyển vào á nó cũng tạo ra chúng ta khá đẹp ha đây là một hình ảnh mà mình nghĩ là nếu như chúng ta sử dụng Photoshop hoặc là những phần mềm khác thì chúng ta vẫn làm được thôi Nhưng mà ở trong Google á, với AI Studio này á, nó có thể xử lý rất là nhanh chóng ha. Đâu đó vài giây thì nó đã tạo ra chúng ta được ha Rất là phù hợp với anh chị khi mà chúng ta cần điều chỉnh nhanh những tấm hình Hoặc là chúng ta cần điều chỉnh những phần mà chúng ta không có những kiến thức hoặc là những kỹ năng tốt về Photoshop Chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng AI này để chúng ta sử dụng hết chị Bây giờ giả sử mình có một tấm hình như thế này, đây là một tấm hình chụp của mình ha. Mình muốn thay đổi phần vest này thành màu đen chẳng hạn thì mình yêu cầu trong Google AI Studio liệu là nó có làm được không anh chị? Anh chị sẽ thấy ha, rất là nhanh chóng ha, đâu đó vài giây thôi, nó đã tạo cho mình một cái hình và nó thay khá là hoàn chỉnh hết anh chị. Anh chị có thể để ý là trên cái phần áo vest này nè, nó có một cái phần túi và một cái khăn ở trên đây. Thì cái khăn này màu trắng ha và khi mà nó thay rồi á, thì cái phần khăn này á, nó không có nằm ở trong bộ vét nó vẫn giữ lại cái màu trắng của cái khăn khá là hay ha nếu như các công cụ khác á, đôi khi mà nó chỉnh sửa thì nó chỉnh cả cái phần khăn này nhưng mà Google AI Studio á, họ có thể đi test được khá là rõ về tấm hình nó hiểu được đâu là phần vét ha và nó tạo ra cho mình ha khá đẹp ha anh chị bây giờ giả sử như mình muốn thêm một cái phần cà vạt màu đỏ đi thì liệu là nó có làm được hay không ha rất là tuyệt vời anh chị nhanh chóng và dễ sử dụng đó là những gì mà Google AI Studio mang lại cho chúng ta ha nếu như anh chị mà không biết về Photoshop chúng ta có thể làm được những hình này khá là mất thời gian ha và nếu như giả sử như chúng ta cần làm những tấm hình về ảnh chụp đi hình ảnh thẻ đi từ bát rau trắng đổi thành bát rau xanh hoặc là từ áo trắng thành áo xanh hoặc là từ những cái màu khác áo thun chuyển thành áo sơ mi á anh chị hoàn toàn có thể tự làm ở trong Google Ads Studio này ha chúng ta không cần phải nhờ người giúp đỡ hết anh chị rất là nhanh chóng ha bây giờ giả sử mình muốn thay background rau này thành background rau biển đi thì liệu nó có làm được hay không ha chúng ta đều có thể làm được hết anh chị đây tất cả mọi thứ ha rất là dễ dàng và rất là nhanh chóng ha như vậy á ngoài tấm hình mà chúng ta tạo ra từ trong Google Ads Studio thì một tấm hình bất kỳ khi mà chúng ta upload lên nó vẫn có thể nhận diện và nó vẫn có thể chỉnh sửa từ trên bức hình đó ha anh chị bây giờ mình sẽ thử lại một phương thức khác cách sử dụng khác mà chúng ta áp dụng khá là nhiều đó là cho một mẫu ảnh cầm một vật thể ha thì anh chị có thể áp dụng vào việc cầm túi sách này hoặc là cầm những sản phẩm của chúng ta ha chúng ta hoàn toàn có thể áp dụng nếu như trong Google AI Studio này có thể làm được á thực tế một số AI khác á, mình cũng có làm video hướng dẫn rồi đó ví dụ như Kling element nè là từ những hình ảnh họ có thể kết hợp và nó tạo ra video luôn chứ không chỉ riêng về hình ảnh nên với Google á, thì mình nghĩ là việc này cũng không phải là việc khó đối với Google mình sẽ thử xem như thế nào ha khá là tốt anh chị đây là một hình ảnh người đàn ông và đây là một ly cà phê và cuối cùng mình yêu cầu á, là hình ảnh người đàn ông này đang cầm ly cà phê ha để mình mở lên và mình zoom ra thử xem ly cà phê nó có bị biến đổi hay không hả chị đây là hình ảnh người đàn ông và hình ảnh ly cà phê ha nhìn thì có vẻ là rất hợp lý hả anh chị tuy nhiên ly cà phê đã bị biến đổi ha ở đây anh chị sẽ thấy không còn giữ được cái logo của starbucks nữa ha ở đây ở đây bây giờ mình sẽ có hai tấm hình một tấm hình là người phụ nữ đang cầm chai nước hoa ở trên bàn tay một hình khác là một hình túi sách Bây giờ mình sẽ yêu cầu là người phụ nữ cầm túi sách sẽ như thế nào ha Nó khác với cái case này nãy chúng ta sử dụng ha Lúc nãy là người đàn ông ở trên tay không có cái gì hết anh chị Và nó ghép cái ly cà phê vào trong tay người đàn ông Tuy nhiên ở đây á, thì người phụ nữ đang cầm sẵn một cái chai nước hoa ha Thì mình đang thử xem là liệu là Google AI Studio á, nó có thể thay đổi cái hình túi sách vào trong cái chai nước hoa Và người phụ nữ này thay đổi cái hành động đó là cầm cái túi sách hay không ha khi mình yêu cầu như thế này anh chị sẽ thấy ha đúng là nó tạo ra cho mình một cái hình người phụ nữ cầm cái túi sách thật sự anh chị và người phụ nữ này thì mình sẽ không thấy cái gương mặt ở trên bởi vì nó đang bị thiếu ha nhưng mà anh chị sẽ thấy ha, cái phần mà quần áo của cái người phụ nữ nè và cái túi sách nè nó đều ghép vào chung với nhau ha như vậy nó cũng khá thông minh anh chị với cái hình ảnh mà kiểu như bị mất như thế này thì chúng ta có thể thực hiện một cái bước rất đơn giản anh chị chỉ cần bấm vào zoom out 2x hoặc là 3x gì đấy thì nó sẽ zoom cái khung hình ra ngoài ha chúng ta sẽ xem thử là hình ảnh được đầy đủ như thế nào ha đấy anh chị rất đơn giản thôi ha chúng ta có thể thực hiện được và đúng là nó giữ lại cái hình ảnh của người phụ nữ ha anh chị khá là đẹp ha như vậy chúng ta thực tế có thể sử dụng được cho một số hình ảnh về sản phẩm mà trên đó không có nhiều test không có nhiều chữ không có nhiều logo hết chị nó có thể thực hiện được ha mình sẽ mở cái hình ảnh này lên lớn cho anh chị xem và chúng ta sẽ so sánh với hình ảnh gốc của cái túi sách này nó có khác nhau nhiều quá hay không ha Đây là hình ảnh người phụ nữ cầm túi sách anh chị Và đây là hình ảnh cái túi sách Cơ bản là tại vì cái túi sách này nó ít về chi tiết, nó chỉ có phần màu sắc là chúng ta sẽ nhận biết được thôi Còn cái phần chi tiết thì nó khá là ít, nó khác với ly cà phê Starbucks lúc nãy ha Nên hình ảnh này có thể gọi là cũng có thể sử dụng được ha anh chị đương nhiên là chúng ta phải điều chỉnh cái phần bàn tay này cầm lên cái cái quai của túi sách ha đấy mình sẽ yêu cầu nó là điều chỉnh cái phần bàn tay của người phụ nữ cầm vào phần quai của túi sách thì nó đã điều chỉnh cho mình đây anh chị sẽ thấy cái hình lớn lên đấy anh chị cũng khá là đẹp ha nhưng mà cái phần gương mặt của người phụ nữ thì nó hơi bị biến đổi một tí ha đó là tính năng chỉnh sửa hình ảnh ở trong Google AI Studio anh chị, bản Gemini 2.0 Plus với Image Generation ha khá là hay và chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng ha và đặc biệt hiện tại á nó đang miễn phí anh chị, chúng ta có thể sử dụng được. Ngoài ra một tính năng khác giống như lúc nãy mình nói ở đầu video đó là Visual Story ha, chúng ta có thể tạo ra cả một câu chuyện với những hình ảnh liên tục với nhau, chúng ta không cần phải tạo từng hình ảnh ha, mình sẽ thử như thế nào ha để mình sẽ yêu cầu nó là tạo kịch bản về câu chuyện rùa và thỏ sau đó thì nó sẽ tạo ra các hình ảnh liên quan đến cái câu chuyện này thì ở đây nó sẽ tạo cho mình cái kịch bản chuyện rùa và thỏ trước nè đấy con rùa và con thỏ như thế nào ha và các bối cảnh ha anh chị đương nhiên là câu chuyện này là câu chuyện rất là quen thuộc rồi và ai cũng biết cái câu chuyện rùa và thỏ này rồi anh chị chúng ta sẽ xem thử cái cách nó làm như thế nào ha ở đây nó tạo cho mình phần kịch bản trước nè các cảnh ví dụ như lúc là chạy đua với nhau thì gần đến thì con thỏ nó bắt đầu nó nằm ngủ ha đây chẳng hạn rồi sau đó thì con rùa nó cố lên cố lên và nó đi đến và con thỏ nó mới giật mình ha khi mà con thỏ nó nhận ra được thì con rùa nó đã đến nơi rồi ha đó là cái phần kịch bản còn phần về hình ảnh thì nó mô tả ở đây nè anh chị ví dụ như hình ảnh 1.1 phong cách như thế nào hoặc hình tươi sáng này nó tạo ra chi tiết cái hình ảnh như thế nào ha rồi hình 1.2 là hình ảnh như thế nào ví dụ như khuôn mặt của con thỏ nè mở mắt ngạc nhiên này, ha rồi những cái hình ảnh sau thì nó tạo ra chúng ta rất là chi tiết ha phong cách và những cái phần mô tả rất là chi tiết bây giờ mình sẽ yêu cầu nó một câu duy nhất thôi là tạo tất cả những hình ảnh này liệu là nó có thể tạo cho chúng ta hay không ha đấy một câu lệnh duy nhất anh chị tạo tất cả hình ảnh này ha thì nó bắt đầu nó sẽ tạo cho chúng ta anh chị sẽ thấy nó chạy ha tạo hình ảnh đầu tiên trước tức là con thỏ nó đang thấy con rùa ha và con thỏ nó cũng như là nó khá là chế nhiễu con rùa ha hai con này thì nó bắt đầu nó chạy đua ha con thỏ thì nó nằm ngủ nè đó con rùa thì nó cứ tiếp tục tiếp tục nó đi ha cảm giác nó khá là mệt mỏi ha mồ hôi thì đổ xuống nè đó khi mà đến gần gốc cây á, thì mọi người cổ vũ con con rùa nè con thỏ lúc này á, nó mới giật mình tỉnh dậy một số hình ảnh nó bị lỗi anh chị sẽ thấy ha ví dụ như thế này nè một số hình ảnh vẫn tạo ra đẹp và một số hình ảnh vẫn lỗi ha có một số hình ảnh đó, nó vẫn bị lỗi ha anh chị mình sẽ yêu cầu nó lại là ví dụ như những hình ảnh mà 7.2 là hình ảnh bị lỗi nè 7.1 là bị lỗi nè còn những hình ảnh khác ví dụ như hình ảnh mà về con rùa mà nó nó bơi dưới nước đó, thì nhìn nó cũng hơi lỗi tí ha thì mình sẽ yêu cầu nó tạo lại chẳng hạn đấy ví dụ như tạo lại cho mình một số hình ảnh như thế này ha cũng sẽ có một số hình ảnh nó bị lỗi nhưng mà chúng ta vẫn có thể sử dụng được ha anh chị tiết kiệm chúng ta khá là nhiều thời gian để mà chúng ta có thể tạo ra một kịch bản như này ha còn cái phần bất đề khác thì nó khá đơn giản thôi tức là chúng ta có thể chọn vào đây chúng ta có thể tạo ra những cái thiệp chúc mừng sinh nhật anh chị anh chị có thể viết những cái phần chúc mừng sinh nhật này nè như thế nào đấy cũng được và nó sẽ tự động nó tạo ra ha khi mà anh chị tạo hôm nay á thì phần văn bản tiếng anh này anh chị gần như không có lỗi ha mình sẽ thử lại một phần văn bản tiếng việt một cái thiệp với một cái lời chúc bằng tiếng việt thử xem như thế nào ha ví dụ như thế này nên anh chị mình yêu cầu nó là tạo thiệp sinh nhật với nội dung là chúc mừng sinh nhật ha chúc bạn một ngày tràn đầy niềm vui tiếng cười và những điều yêu thương ha cơ bản là nội dung nó bằng tiếng việt và anh chị sẽ thấy ha ở đây nó đã tạo cho mình một cái phiên bản bằng tiếng việt mình sẽ mở ra hình ảnh cho anh chị xem anh chị sẽ thấy cái phần nội dung ha chúng ta nhìn về phần cơ bản thì cũng có những chỗ đúng và những cái chỗ sai anh chị ví dụ như chị chúc thành chữ chức nè Đấy, và những cái phần dưới này anh chị thấy là yêu thích nhất nè thì yêu thích nhất nữa ha đó nó sẽ có một số chỗ bị sai chính tả ha như vậy khi mà nó tạo ra cái phần thiệp anh chị thì cái phần thiệp mà bằng tiếng Anh nó tạo ra tốt nhất ha còn phần tiếng Việt thì gần như là một số công cụ ai hiện tại họ tạo cũng không có tốt chị ở trong Google ai studio nó tạo tiếng Việt được như vậy là cũng khá là tốt rồi đó còn ở những công cụ khác thì nó tạo cũng bị lỗi khá là nhiều ha Ok anh chị, đó là Google AI Studio với Gemini 2.0 Flash Tính năng Image Generation anh chị Có thể cho chúng ta tạo hình ảnh, chỉnh sửa hình ảnh Và chỉnh sửa những hình ảnh mà chúng ta upload lên ha Kết hợp những hình ảnh với nhau để tạo ra một hình ảnh mới anh chị Một trong những cập nhật khá là hay và chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng ha Nếu như chúng ta nói Google AI Studio này có thể thay thế hoàn toàn Photoshop Thì điều đó là chưa có thể đâu chị Bởi vì Photoshop thì chúng ta vẫn có thể chỉnh sửa và chúng ta có thể làm được rất là nhiều thứ khác nữa ha còn ở trong Google AI Studio này nó là một cái bảng để mà chúng ta có thể tạo ra những tác vụ đơn giản và nhanh chóng anh chị đối với những anh chị chưa biết dùng Photoshop hoặc là những công cụ chỉnh sửa hình ảnh khác thì đây có thể là một giải pháp để chúng ta có thể điều chỉnh và chúng ta có thể thực hiện cải thiện cái hiệu quả công việc của anh chị ha nếu như anh chị thấy video này hay anh chị cho mình một like một subscribe nhé và nếu như anh chị muốn học sâu hơn về AI anh chị có thể tìm hiểu thêm về khóa e-learning của mình ha hiện tại nội dung khóa e-learning của mình á tập trung vào những cái case study rất là cụ thể ha anh chị ví dụ như anh chị có thể làm ra những sản phẩm thương mại chúng ta có thể tạo ra những video quảng cáo chúng ta có thể tập trung vào việc xây dựng các nội dung để mà xây kênh này có rất là nhiều cái case study chúng ta xây kênh hoặc là ứng dụng vào việc giáo dục ha, anh chị thì trong khóa e-learning này mình sẽ hướng dẫn chị rất là chi tiết ha để anh chị có thể bắt đầu số 0 ha chúng ta học và chúng ta thực hành ha anh chị thời lượng khóa hiện tại là hơn 28 giờ đồng hồ rồi rất là nhiều kiến thức ha, và mình vẫn update thường xuyên cho anh chị ha với những anh chị học viên VIP á, thì anh chị sẽ nhận được những phần update về video này anh chị cũng như là những khuyến nghị của mình ví dụ như trong tháng đó chúng ta sẽ sử dụng AI nào cho những công việc nào ha và các case study này mình vẫn update rất là thường xuyên anh chị đây là phần kết quả anh chị có thể xem ở trong khóa mình ha tất cả kết quả này á, đều là những kết quả mình làm và ở trong khóa này á, mình sẽ hướng dẫn cho anh chị chi tiết cặn kẽ từng bước để chúng ta làm ra từng cái kết quả như thế này anh chị và từng dạng kết quả như thế này anh chị có thể áp dụng để chúng ta làm được rất là nhiều thứ anh chị nếu như anh chị có thêm phần câu hỏi thì anh chị cũng có thể xem thêm phần FAQ đây ha hoặc là anh chị cũng có thể liên hệ mình ha anh chị thông qua những phần khinh tắc ở dưới đây ha anh chị rất là hy vọng chúng ta sẽ gặp nhau trong khóa e -lin -lin này và chúng ta cũng sẽ gặp lại trong các video lần tới trên channel nghề công sở bye bye anh chị